Xin chào tất cả quý vị, các bạn. Tôi Vũ đang ở một cái hồ rất là đẹp, rất là thơ mộng. Sau lưng là núi tuyết và rừng thông bạt ngàn. Đây là một nơi du lịch rất là lý tưởng, đó là Lake Louise. Trên con đường đi từ Vancouver, một cái tour đi Canada, Vancouver qua những địa danh thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới. Và đây, nếu mà quý vị nào có thời gian, có tiền, quý vị nên book cái tour Canada, Vancouver và những hồ tại nơi đây, quý vị mới cảm thấy nơi đây rất tuyệt vời. Một lần nữa, quý vị xem rất dễ thương và tuyệt vời. Lake Louise. Lake Louise. Phía sau lưng là một cái khách sạn rất là cổ kính. Moving back now, Lake Louise. I love you.